Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, phi cơ quân sự Trung Quốc rơi, tham vọng lớn nhưng năng lực hạn chế. Những vụ tai nạn liên tiếp đang làm giảm nhuệ khí, đồng thời phơi bày điểm yếu về mặt trang thiết bị cũng như các vấn đề trong công tác huấn luyện của không quân Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc VLA đã xác nhận vụ tai nạn máy bay hôm 29 tháng 1 trong buổi huấn luyện tại Quý Châu, Trung Quốc. Theo STMP, một nguồn tin nội bộ của VLA cho biết tất cả 12 người có mặt trên chiếc máy bay tiếp liệu đời mới, phiên bản cải tiến từ máy bay vận tải Y-8 đã thiệt mạng. Vụ việc tại Quý Châu là tai nạn mới nhất trong hàng loạt sự cố của không quân Trung Quốc phơi bày khoảng cách chết người, giữa tham vọng vươn tầm ảnh hưởng của không quân Trung Quốc với trình độ công nghệ và năng lực thực sự của lực lượng này. Tham vọng cách xa năng lực. Không có kế phóng thoát hiểm trên máy bay loại đó, vì thế các phi công và phi hành đoàn phải phó mặc sinh mạng cho các bộ tù cứu hộ. Nhưng bởi máy bay rơi quá nhanh, họ không có đủ thời gian để nhảy ra. Một nguồn tin giấu tên từ PLA nói với STMP, tai nạn máy bay tại Quý Châu xảy ra chỉ vài tuần sau tai nạn của một tiêm kích T-15. Nguồn tin cho biết những vụ tai nạn liên tiếp đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí của lực lượng không quân. Nhiều phi công lo ngại các vụ tai nạn có thể tiếp tục xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng cường độ hoạt động tập trận và huấn luyện. Từ năm 2017, không quân Trung Quốc bắt đầu tăng cường các cuộc tập trận trên các vùng biển ngoài khơi nước này với sự tham gia của nhiều máy bay quân sự, bao gồm các hoạt động tuần tra quanh đảo Đài Loan và các cuộc tập trận bắn đạn thật khắp Thái Bình Dương. Mục tiêu của Bắc Kinh là phô diễn năng lực quân sự nhằm chứng minh nước này có thể chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất, chuỗi các đảo ngăn cách Trung Quốc với Thái Bình Dương, mà Trung Quốc tin là bị Mỹ sử dụng để kiểm tỏa nước này kể từ chiến tranh lạnh. Nhưng các vụ tai nạn liên tiếp đang cho thấy năng lực của các máy bay Trung Quốc không đủ đáp ứng tham vọng trên của Bắc Kinh. Phải thừa nhận rằng có khoảng cách chết người giữa công tác tập huấn tác chiến và sự phát triển không đồng bộ của lực lượng máy bay Trung Quốc, nguồn tin nội bộ PLA xác nhận. Những máy bay như Y-8 hay T-15 đều có hàng loạt vấn đề từ động cơ, thiết kế cũng như cải tiến. Tuy nhiên, thay vì thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm hơn, các phi công buộc phải tham gia vào các cuộc tập trận cường độ cao bất chấp những điểm yếu chết người của các máy bay. Đổi sinh mạng phi công, lấy máy bay. Không quân Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệm vụ chính trị xây dựng lực lượng sẵn sàng tác chiến. Các phi công của nước này được đào tạo để bảo vệ sự tồn vong của các máy bay thay vì sự an toàn của bản thân họ. Cách đào tạo và giáo dục này đúng là có thúc đẩy sự phát triển của không quân, nhưng với cái giá quá đắt, mạng sống mới là thứ quý giá, nguồn tin của PLA nói với STMP. Trong tương lai, những tai nạn thảm khốc sẽ còn tiếp diễn bởi giới quân sự đang chịu áp lực khủng khiếp từ quân ủy Trung ương Trung Quốc phải tiến hành nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật dưới mọi điều kiện thời tiết. Tháng 11 năm 2017, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin phi công 29 tuổi Hoàng Peng tử nạn trong một tai nạn máy bay. Nguồn tin từ giới chức quân sự Trung Quốc cho biết phi công này đã trì hoãn nhảy dù vì cố đưa chiếc tiêm kích T-11V hạ cánh an toàn. Trước đó một tháng, đài CCTV phát sóng chương trình tuyên dương các phi công Cao Xijian và Giang Chao vì đã dũng cảm đưa các tiêm kích T-15 trở về căn cứ sau khi gặp sự cố trong quá trình huấn luyện. Giang đã thiệt mạng khi nỗ lực hạ cánh bất thành. Đối với Cao, phi công này bị thương nặng và mất hơn một năm điều trị phục hồi. Khi chúng tôi nhận ra máy bay có vấn đề, mối quan tâm hàng đầu là làm thế nào để đưa máy bay về căn cứ an toàn. Phi công không nên bỏ rơi máy bay, đó là người bạn thân của chúng tôi, phi công Cao nói với CCTV. Thưa quý vị và các bạn, sự thật chấn động Trung Quốc sau vụ rơi máy bay quân sự. Vụ tai nạn máy bay quân sự ở Quý Châu khiến ít nhất 12 người thiệt mạng đã tiết lộ điểm yếu chết người giữa tham vọng và năng lực công nghệ của không quân Trung Quốc. STMP dẫn lời nguồn tin quân sự giấu tên cho biết vụ rơi máy bay quân sự Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của các binh sĩ nước này. Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xác nhận một máy bay quân sự rơi ở tỉnh Quý Châu trong cuộc tập trận vào ngày 29 tháng 1. Tuy nhiên, không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không cung cấp chi tiết về thương vong hoặc chủng loại máy bay. Một nguồn tin thân cận với không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói rằng ít nhất 12 người đã thiệt mạng. Phi cơ gặp nạn là một phiên bản của máy bay vận tải Y-8 được sửa đổi cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không. Khoảng hơn một chục người trên máy bay, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, không ai sống sót. Khi nó lao xuống đất, nguồn tin giấu tên nói,
Trên máy bay không được trang bị ghế phóng, vì vậy phi công và phi hành đoàn chỉ có thể dựa vào những chiếc dù. Tuy nhiên họ không có đủ thời gian để nhảy ra ngoài vì máy bay rơi quá nhanh. Nguồn tin cho biết thêm, vụ rơi máy bay Y-8 xảy ra chỉ vài tuần sau khi một tiêm kích T-15 đâm xuống đất. Một nguồn tin quân sự thứ hai nói rằng không thể xác nhận thương vong trong vụ tai nạn của T-15 vào tháng trước. Sự cố mới nhất dẫn đến những quan ngại trong không quân rằng tai nạn có thể xảy ra nhiều hơn khi tần suất các cuộc tập trận được gia tăng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về vụ việc. Thà chết chứ không bỏ máy bay. Không quân Trung Quốc bắt đầu gia tăng tần suất các cuộc tập trận từ đầu năm 2017. Các máy bay chiến đấu, vận tải tuần tra và ném bom luân phiên thực hiện các cuộc diễn tập trên eo biển Đài Loan. Các cuộc tập trận còn mở rộng đến Tây Thái Bình Dương. Một động thái cho thấy Bắc Kinh đã đủ năng lực quân sự để phá vỡ chuỗi đảo thứ nhất. Nguồn tin quân sự thứ hai cho biết hai vụ tai nạn liên tiếp cho thấy máy bay quân sự Trung Quốc chưa thực sự hoàn hảo để làm nhiệm vụ. Chúng ta phải thừa nhận rằng Trung Quốc có một khoảng cách nhất định sự huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và sự phát triển không hoàn hảo của các máy bay. Nguồn tin nói, Y-8 và T-15 đều gặp vấn đề về động cơ và thiết kế, đặc biệt là Y-8 được phát triển với rất nhiều phiên bản, trong khi thiết kế của nó chưa thực sự phù hợp. Tuy nhiên, thay vì cần thực hiện thêm nhiều chuyến bay thử nghiệm để đánh giá, các phi công bị đẩy trực tiếp lên máy bay cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Phần lớn các máy bay chế tạo tại Trung Quốc bị ép đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng để đáp ứng mục tiêu chính trị về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Nguồn tin thứ nhất cho biết các phi công Trung Quốc được dạy rằng đảm bảo an toàn cho máy bay là ưu tiên hàng đầu, không phải là an toàn cá nhân. Kiểu huấn luyện này giúp cho các nhà sản xuất đẩy nhanh tốc độ chế tạo máy bay và xem nhẹ các yêu cầu về an toàn cho con người. Nguồn tin thứ nhất cho biết, các vụ tai nạn máy bay có thể xảy ra nhiều hơn trong thời gian tới vì quân đội đang chịu áp lực rất lớn từ quân ủy trung ương phải đẩy mạnh các cuộc tập trận bắn đạn thật. Tháng 11 năm 2017, truyền thông Trung Quốc xác nhận phi công Hoàng Peng, 29 tuổi đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Những người trong nội bộ không quân nói rằng ông Hoàng tử vong vì cố gắng cứu tiêm kích C-11B và không kéo ghế phóng ở thời điểm thích hợp. Một tháng trước đó, đài truyền hình CCTV phát sóng chương trình ca ngợi ông Cao Zijan và Sang Chao đã cố gắng cứu thoát chiếc C-15 khi nó gặp sự cố vào năm 2015. Vài tháng sau đó, phi công Tang, 29 tuổi tử vong khi cố hạ cánh một máy bay chiến đấu gặp tai nạn. Phi công Cao bị thương nặng trong sự cố tương tự và phải mất hơn một năm để hồi phục. Khi chúng tôi bước lên máy bay, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là làm thế nào để có thể đưa máy bay trở lại căn cứ an toàn. Phi công không nên từ bỏ máy bay của họ vì chúng tôi là những đối tác gần gũi, phi công Cao nói với CCTV. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có máy bay mà nhiều loại vũ khí khác của Trung Quốc cũng khiến người ta kinh hãi chất lượng. Khi Hao Min-tun, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tăng của tập đoàn quân 27 lên đường tham gia cuộc diễn tập 9 ngày ở Nội Mông, anh ta đã mất hơn một nửa số xe tăng được biên chế. Trong 48 giờ đầu tiên của cuộc tập trận Bắc Kiến 2013, toàn bộ 40 xe tăng của tiểu đoàn anh ta liên tiếp hỏng, không thể hoạt động được nữa, chỉ sửa chữa được tại chỗ 15 xe, bộ phận báo chí của không quân Trung Quốc cho hay. Mặc dù tiểu đoàn này chỉ tham gia tạo giả tình huống chiến đấu, Hao Min-tun đã mất gần như toàn bộ binh khí kỹ thuật trong diễn tập. Đối với một vị chỉ huy có 32 năm thâm niên, đây thực sự là một sự sỉ nhục. Thất bại trong cuộc tập trận này cho thấy những vấn đề trầm trọng của quân đội Trung Quốc, bất chấp những nỗ lực đổi mới và cải tổ mới của Trung Quốc. Quân đội nước này còn nhiều việc phải làm. Các chuyên gia cho rằng hiện nay quân đội Trung Quốc thiếu nhất là vũ khí có chất lượng và cán bộ trình độ cao. Những chiếc xe tăng cổ lỗ. Thất bại trong cuộc tập trận Bắc Kiến 2013 là điều có thể dự kiến, không có gì bất ngờ. Trong số hàng ngàn xe tăng hiện có trong biên chế quân đội Trung Quốc, chiếm tuyệt đại đa số là các biến thể của xe tăng Liên Xô T-55 vốn ra đời không lâu sau Thế chiến II. Việc hiện đại hóa đã kéo dài thời hạn sử dụng của loại xe tăng thành công một thời này. Nhưng nay, nó đã lạc hậu không thể cưỡng. Sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991, khi vũ khí tiên tiến của Mỹ đã thảm sát số lượng lớn binh khí, kỹ thuật lạc hậu, Trung Quốc đã quyết định bắt tay vào đổi mới vũ khí trang bị của mình. Và họ đã chế tạo ra xe tăng ZTZ-99 bằng cách kết hợp các công nghệ của Liên Xô phương Tây. Nhưng theo bài báo trên trang quân sự War on the Rock, việc hiện đại hóa bộ đội tăng thiết giáp Trung Quốc diễn ra chậm chạp, vũ khí trang bị mới được chuyển giao nhỏ giọt cho quân đội. Trong điều kiện hiện nay, triển vọng của binh chủng này trong bối cảnh xung đột hiện đại này là rất u ám. Khó khăn về cơ động. Không quân Trung Quốc vốn được nước này rất chú trọng phát triển cũng không đuổi kịp kẻ thù tiềm tàng. Nhiều máy bay trong quân đội Trung Quốc cũng lạc hậu như xe tăng. Mặc dù Trung Quốc đã triển khai sản xuất các máy bay nội địa,
T-7 và T-8, nhưng chúng đã chỉ có thể thể hiện đẳng cấp của mình vào cuối chiến tranh lạnh. Đơn cử tiêm kích đánh chặn T-11 của Trung Quốc là bản sao của tiêm kích Liên Xô Su-27SK. Không quân Trung Quốc đặt mua máy bay này vào năm 1992, sau đó Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng nhái T-11 của mình, nhưng động cơ thì vẫn phải mua của Nga. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc sẵn sàng mua sắm vũ khí hiện đại của Nga. Quan hệ đối tác này chỉ giúp đỡ phần nào cho quân đội Trung Quốc. Nga bảo vệ cẩn thận các bí mật của mình vì lo sợ thói quen đánh cắp và sao chép công nghệ nước ngoài của người Trung Quốc. Hy vọng loại bỏ sự phụ thuộc vào động cơ máy bay Nga vốn có tầm quan trọng rất lớn trong ngành chế tạo máy bay. Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã nỗ lực chế tạo các loại động cơ tương tự của mình. Họ đã phát triển động cơ phản lực WS-10, nhưng theo bài báo trên trang globalsecurity.org, vào năm 2007, giới quân sự Trung Quốc đã không hài lòng với các tính năng của nó. Năm 2009, một quan chức Trung Quốc nói rằng họ đến nay vẫn không giải quyết hết được các vấn đề với động cơ máy bay. Năm 2010, tờ Washington Post đưa tin các chuyên gia Nga và Trung Quốc thừa nhận rằng WS-10A phải được bảo dưỡng chỉ sau 30 giờ hoạt động. Các động cơ làm việc liên tục không có bảo dưỡng trong gần 400 giờ. Năm 2013, Trung Quốc đã bắt đầu lắp ráp một lô nhỏ tiêm kích trên hạm T-15, vốn cũng giống với Su-27. Các mẫu ban đầu của T-15 được trang bị động cơ Nga. Năm 2010, Trung Quốc tuyên bố các T-15 mới sẽ được lắp động cơ Trung Quốc WS-10H. Tuy nhiên, có tin đây vẫn là điểm yếu của các máy bay Trung Quốc. Mặc dù chất lượng của động cơ máy bay Trung Quốc vẫn còn rất thấp, giới quân sự nước này đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo tiêm kích thế hệ 5 T-20. Nó được xem là sự đáp trả của Trung Quốc đối với F-22 Raptor của Mỹ. Trong bài báo đăng trên blog, World Exploring có thể khẳng định rằng T-20 sẽ không thể đưa vào sử dụng trước năm 2021 do vô số vấn đề chưa giải quyết được. Khó khăn về đào tạo huấn luyện. Ngay cả bây giờ, khi Trung Quốc đã mua được một số vũ khí mới, binh sĩ Trung Quốc vẫn chưa đủ trình độ sử dụng chúng theo yêu cầu. Cần mất nhiều thời gian và nỗ lực để đào tạo, huấn luyện các cán bộ trình độ cao, vốn sẽ là các chuyên gia giỏi về chiến lược và chiến thuật. Báo cáo mới đây, sự cải cách quân sự nửa vời của Trung Quốc do RAND công bố đã khám phá nhiều nhược điểm trong công tác huấn luyện đào tạo chuyên gia quân sự. Theo báo cáo mùa hè năm 2012, lực lượng pháo binh 2 của Trung Quốc vốn quản lý vũ khí hạt nhân của nước này đã tiến hành cuộc tập trận dài 15 ngày trong một bong ke ngầm. Nhiều sĩ quan đã không chịu được áp lực. Chỉ sau khoảng một tuần, họ rơi vào trạng thái chán trường ủ rũ khiến cấp trên phải đưa văn công nữ đến biểu diễn để khích lệ tinh thần. Các ông tướng thanh minh rằng các sĩ quan trẻ không được chuẩn bị cho việc hoạt động thời gian dài dưới lòng đất, nhưng khi thực hiện cuộc diễn tập lặp lại dài 3 ngày, kết quả còn đáng buồn hơn. Nhiều sĩ quan đã cần phải có bác sĩ tâm lý ngay vào ngày thứ hai, nhiều người đã bỏ ăn. Trung Quốc đang duy trì một hạm đội tàu ngầm lớn, trong đó có các tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đường đạn. Nhưng hiện tại, chúng vẫn chưa thể ra khơi tuần tra dài ngày. Hồi năm 2003, một tàu ngầm diesel của Trung Quốc đã bị đắm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn. Điều đó cho thấy tình trạng huấn luyện tồi tệ trong Hải quân Trung Quốc. Một viên tướng Trung Quốc nói với phóng viên tờ The New York Times rằng do chính sách một con của Trung Quốc, 80% sĩ quan và binh lính quân đội Trung Quốc đều được cha mẹ, ông bà nuông chiều từ bé. Kết quả là binh sĩ đã trở nên khó đoàn kết trong một tập thể gắn kết, có khả năng sống sót trong điều kiện chiến đấu. Scott Harron, một trong các tác giả báo cáo của RAND, nói với tờ The New York Times rằng binh lính gia nhập quân đội với tư cách những người vốn được nuông chiều từ bé là đứa con duy nhất trong gia đình. Chất lượng và hiệu quả của tập trận quân đội Trung Quốc thường là đề tài cho sự chỉ trích. Các cấp chỉ huy thường giả mạo kết quả huấn luyện để tạo ấn tượng với cấp trên. Báo chí quân sự thường nêu ra chủ nghĩa hình thức quá nặng trong quá trình đào tạo huấn luyện. Nhìn chung, quân đội Trung Quốc thường rơi vào tình thế khó khăn khi mô phỏng môi trường thực tế. Điều đó cho thấy vô số khâu yếu trong học thuyết quân sự Trung Quốc. Ngoài ra, quân đội còn cần nhiều kinh phí hơn cho xăng dầu, đạn dược và các vật tư khác cần cho huấn luyện. Các chuyên gia phương Tây cho rằng việc chú trọng công tác chính. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.